TH115XN, dòng sản phẩm súp sắp tới bên em có ra mắt 3 đời. Ba đời sẽ series của các đời đó là TH112XN, 115XN và 118XN. Mang tiếng là đua XN thôi nhưng mà nó to hơn với súp Việt Nam, còn nhỏ hơn với súp đúng form của thương hiệu chủ quản các bác nhé. Thì đây là cái bên trong nội thất của cái thùng. Bên trong nội thất của cái thùng là nó chạy vách hơi theo kiểu là nguồn điểm duy nhất vỗ vào mặt xong đánh cộng hưởng ngược với này cái nguồn chính. Thì hôm nay em giới thiệu các bác là ba đời series của các đời subwoofer siêu trầm bass 12 inch, 15 inch và 18 inch. Và những dòng Tupper Home này thì nó cho một cái lực đánh rất là mạnh. Nó chả kém gì một chiếc khô loa siêu trầm khủng đâu các bác nhá. Đấy. Thì đây tổng quan là đang quay tại xưởng mộc. Bên em là cũng vừa làm xong, em vừa phi lên trên xưởng xong. Kích cỡ của các dòng như là TH112 này, XN này, nó rất là to, to cực kỳ luôn, to nhất nhì trong các dòng, to nhất trong các đời series súp tại Việt Nam. Kích cỡ là khoảng tầm này, đấy, gần 70 chiều cao, chiều ngang này, hơn 40, chiều ngang là hơn 40 các bác nhá. Tại sao làm nhỡ này? Bởi vì là khớp với lưới. Hiện tại em đang có một số cái dòng lưới nó khá là phù hợp này, thì em khớp với lưới nó như thế này. Để các bác hình dung, nhưng còn đúng ấy thì đúng kích cỡ của hãng ấy thì nó còn to hơn nữa rất là nhiều. Thì đây là quay qua cho các bác nhé, giới thiệu nhanh thôi. Em không chào hỏi kỹ mà em chả giới thiệu sâu đâu. Đây là gỗ, bên em đang dùng là gỗ 1.5. TH112, TH115 đều là sử dụng gỗ 1.5. Các bác nhé, gỗ là toàn gỗ loại này thôi. Không có chơi gỗ như này đâu. Đấy. TH112, TH115 là gỗ 15, gỗ 18 là sẽ là dùng cho TH118. Và bên em sắp có là các đời series dòng CX và series đời M chuyên dùng cho các bác làm loa monitor kiểm âm sân khấu. Giới thiệu nhanh các bác nhé, không giới thiệu chi tiết đâu, bởi vì những mẫu súp này là độc quyền bên em làm. Đây cái đường vách hơi bên trong thùng đây, thiết kế theo form của Daniel Soundlab. Theo form của series là TH và các cái mẫu như là TH112, tức là bass 30 này, lực đánh của nó ngang với súp 40, thậm chí vượt mặt tất cả các dòng súp 40, thậm chí vượt mặt nha các bác đang dùng trên thị trường. Đấy, với series TH115 ấy thì nó đánh phải ngang với súp 18 inch, tức là bass 50 đang có trên thị trường. Với series TH118 thì tự tin các bác là đánh ngang ngửa với một số dòng súp kép các bác đang có trên thị trường. Và các đời TH này thì giá nó không hề rẻ. Riêng cái phần vỏ thùng thôi thì em xin phép là đã nói luôn các bác, vỏ thùng loa 30 đắt ngang vỏ thùng loa 40. Mà vỏ thùng 40 đắt ngang vỏ 50, vỏ 50 thì nó phải đắt ngang với vỏ kép. Đấy, nó ngay như thế các bác dễ hình dung nhá. Bởi vì là nó tốn khá là nhiều gỗ. Đây, gỗ là toàn gỗ này, hết gỗ tiêu chuẩn. Cái thùng này nó vào hơn một, gần một tấm. Một cái thùng này là gần một tấm gỗ. Và gỗ bên em là toàn ba mấy cân một tấm cơ. Thùng này gần 30 cân rồi. Đấy là TH112. TH115 thì nó sẽ nặng hơn khá là nhiều. Đấy, giới thiệu qua đấy nhé. Đấy, anh em, các bác nào có thích thì alo. Ui ôi ôi, nó nặng lắm. Và các dòng này thì bên em làm phổ thông thôi. Dòng này sẽ đi cùng với loa là A15, AB15, TH112 thì sẽ đi cùng với B15, TH115 thì đã đi cùng với A15, đấy. Còn TH118 thì sẽ đi cùng với một số dòng loa đặc trưng như là dòng H1212, H1215. Giới thiệu qua các bác nhé. Thì là mặt sau thùng này đều có logo như mặt trước, tất cả các dòng TH đều có logo khẳng định thương hiệu của bên em nghiên cứu và phát triển. Mặc dù của cụ loa bát của các bác, bất cứ loại bát nào đấy, khi các bác kết hợp vào cái thùng này, nó sẽ tạo ra một cái tần số cộng hưởng. Các bác sẽ cảm nhận được cái lực đánh của nó mạnh hơn tất cả các dòng súp các bác đang có. Và giá của nó lại đắt gấp 3 lần so với súp hiện tại nhá. Ok, video giới thiệu ngắn gọn đến đây là kết thúc. Kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.